Thưa quý vị, sáng nay, đoàn công tác của Ban Thường vụ tỉnh ủy Vĩnh Long do ông Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đến kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 tại Đảng ủy Công an tỉnh. Cùng dự có bà Nguyễn Thị Minh Trang, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long, Đại tá Nguyễn Trọng Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh và lãnh đạo các ban tham mưu giúp việc của tỉnh ủy. Báo cáo với đoàn công tác, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh cho biết đã ban hành các quyết định thành lập ban chỉ đạo, thành lập các tiểu ban văn kiện nhân sự, tiểu ban tổ chức phục vụ đại hội, trong đó chỉ đạo chuẩn bị trước một bước dự thảo các văn kiện, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ trên lĩnh vực an ninh, trật tự xã hội, xây dựng lực lượng, công tác quản lý nhà nước theo chức năng nhiệm vụ được giao. Chỉ đạo những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới, ông Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, yêu cầu Đảng ủy Công an tỉnh làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong toàn đảng bộ, khẩn trương xây dựng kế hoạch, quy chế làm việc của ban chỉ đạo, đưa vào kế hoạch thực hiện gắn với nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ của cơ quan và tổ chức tốt đại hội đúng thời gian quy định, rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch chuẩn bị nhân sự nhiệm kỳ 2025-2030, bồi dưỡng, đào tạo, luân chuyển, điều động cán bộ, đảm bảo có sự kế thừa, đổi mới, phát triển và coi trọng chất lượng. Song song với chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội các chi đảng bộ trực thuộc, cần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn, thực hiện thường xuyên công tác kiểm tra, giám sát, quan tâm giải quyết dứt điểm các khiếu nại, tố cáo trước đại hội.